Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2020, Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Trong đó, riêng ở chiều xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của nước ta với tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 5 tháng qua đạt 25,11 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Hoa Kỳ như hiện nay, thì việc làm thế nào để vừa đảm bảo an toàn nhưng vẫn vừa tăng trưởng thương mại, đó là điều cả hai bên đều phải tính đến. Trong bối cảnh bình thường mới như hiện nay, các doanh nghiệp chia sẻ họ buộc phải chuyển mình online, linh hoạt trong phương thức và sản phẩm xuất khẩu để có thể đảm bảo doanh số. Các doanh nghiệp của Mỹ họ sẽ có đơn hàng nhập khẩu các mặt hàng dệt may và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ sản xuất và xuất khẩu sang. Thì đấy là cách truyền thống nhất và cũng là cách mà đang chiếm cái tỷ trọng cao nhất trong cái kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam với Mỹ. Nhưng tuy nhiên thì cũng có những cái hiện nay cũng có một số những cái kênh bán hàng khác, như chúng ta có thể xuất khẩu qua platform, qua các kênh thương mại điện tử như là Amazon hay là eBay. Người Mỹ thì tiêu dùng nhiều, sẵn sàng tiêu dùng, sẵn sàng bỏ tiền để tiêu dùng, nhưng họ cũng rất là khắt khe trong cái việc tìm chọn những cái mẫu mã phù hợp với mình. Cùng với sự nỗ lực chuyển đổi của các doanh nghiệp trong ngành dệt may, năng lượng, thiết bị điện tử để thích nghi với nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng nhanh chóng tiến hành những cuộc giao thương trực tuyến. Kết hợp của cái hoạt động giao thương trực tuyến để chuẩn bị cho cái việc mà khi bình thường sau cái đại dịch, mọi cái hoạt động xúc tiến thương mại trở lại bình thường, thì doanh nghiệp của ta sẽ tiếp cận được nhanh hơn trong cái việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại. Vì trong chúng ta đã có cái tìm hiểu các cái doanh nghiệp của nước ngoài trong cái thời điểm này. Nếu như chúng ta muốn gọi là thực hiện các hoạt động thương mại mà lâu dài với Hoa Kỳ thì dứt khoát chúng ta phải đạt được những cái tiêu chuẩn, những cái kỹ thuật, những cái sở thích thị hiếu của họ. Trong thời gian tới, Cục có kế hoạch tổ chức thêm nhiều các cuộc xúc tiến trực tuyến để các doanh nghiệp đã tham gia xuất khẩu có thêm nhiều đối tác mới tại Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp chưa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành dệt may, sẽ có thêm nhiều đơn hàng khẩu trang, bảo hộ y tế để bù đắp thiệt hại.